Công việc tiếp theo của chúng ta là gì ạ? Công việc tiếp theo của chúng ta là sau khi mà có được cái sau khi mà có được các cái đối tượng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem chúng ta thao tác của nó như thế nào, và chúng ta sẽ giới thiệu những cái thao tác hết sức cơ bản ở trong Corel. Vẽ ra một đối tượng, ok, rất nhanh đúng không? Tô màu một đối tượng thì cũng rất là đơn giản, các bạn đưa chuột vào đây, các bạn kích vào cái màu nào các bạn muốn, lập tức là nó sẽ tô màu một đối tượng đó. Tuy nhiên ở đây các bạn hãy nhớ là trong bất kỳ một cái chương trình nào, trước khi các bạn thể hiện lệnh hoặc là làm một thao tác nào đó thì các bạn sẽ phải chọn một đối tượng mà các bạn muốn thao tác. Trên màn hình ví dụ như là chúng ta có vài đối tượng, bây giờ chúng ta không thể nghĩ trong đầu rằng là tôi muốn tô vào cái hình nằm trên cùng, hay tôi muốn tô vào cái hình nằm bên trái ở giữa, hay là cái hình bên phải ở dưới. Đấy là cái suy nghĩ của chúng ta trong đầu. Còn chúng ta muốn hiện thực nó thì chúng ta phải khai báo cho chương trình biết là chúng ta thực ra là chúng ta làm việc với cái đối tượng nào. Nó sẽ không tự hiểu được ý của chúng ta. Và thao tác thì chúng ta sẽ phải chọn. Đấy, sau đó thì chúng ta muốn làm gì chúng ta mới làm được. Thế nếu mà chúng ta không chọn mà chúng ta vẫn ra lệnh thì nó sẽ dẫn tới vấn đề gì? Khi chúng ta không chọn mà chúng ta ra lệnh thì nó sẽ hiểu rằng là chúng ta thiết lập lại các cái lệnh, các cái quy trình làm việc mặc định. Ví dụ như sau, cái gì gọi là mặc định trong Corel nào? Vừa nãy chúng ta vừa mới nói là một đối tượng vẽ ra sẽ chỉ có đường viền màu đen và không có màu tô bề mặt. Đấy là một trong những cái mặc định. Thế ví dụ bây giờ tôi lại không chọn đối tượng nào mà tôi lại bấm vào một ô để tôi tô màu, nó sẽ dẫn tới việc là nó hiểu rằng chúng ta đang muốn thiết lập lại môi trường làm việc, thiết lập lại cái mặc định. Thế ở đây các bạn nhìn thấy là nó đưa ra một cái bảng thoại là Change Document Default. Trong đó nó sẽ thiết lập cho chúng ta một số các cái tùy chọn. Nhưng mà có một tùy chọn đã được đánh dấu sẵn rồi, đó là Graphic. Nếu như mà chúng ta không để ý mà chúng ta cứ nhấp bừa OK đi để đóng cái hộp thoại này lại thì sẽ dẫn tới vấn đề là chúng ta vừa mới thiết lập lại là cái màu mà chúng ta vừa kích chuột sẽ được coi là màu mặc định cho tất cả các đối tượng được vẽ ra. Ví dụ đây, tôi chọn một hình tôi vẽ ra, vẽ dài, vẽ ngắn, vẽ to, vẽ nhỏ, vẽ rộng, vẽ hẹp gì, nó cũng tô sẵn cái màu mà tôi vừa kích vào là màu vàng. Và lúc này thì chúng ta đang thiết lập lại cái giá trị mặc định của chương trình rồi. Thế để trả nó lại về cái giá trị mặc định, đấy, cái này thì rất nhiều bạn cũng gặp phải và bảo thầy ơi tại sao vừa nãy vẽ ra không có màu mà bây giờ nó lại cứ ra hết cái màu như thế này. Thì cách thức của chúng ta sẽ là làm ngược lại. Có nghĩa là thôi bây giờ tôi không chọn cái gì cả và tôi sẽ bấm vào cái biểu tượng, cái ô đầu tiên ở bên trái của cái cục màu này, đó là cái ô thủy tô. Đó, tôi bấm vào đây và cũng không chọn cái gì hết, sau đó nhấp OK một lần thì nó sẽ quay trở lại cái trạng thái bình thường. Có nghĩa là vẽ ra hình nào nó cũng sẽ chỉ có đường viền và không có màu bề mặt. Đấy. Đến đây thì chúng ta đã biết cái cách là tô màu và hủy tô màu. Đó. Và chúng ta cũng biết thêm một cái điều là muốn làm cái gì thì chúng ta phải chọn các đối tượng trước. Đấy. Tại vì bây giờ các bạn nhìn thấy trên màn hình của chúng ta có vô cùng nhiều hình. Và nếu chúng ta không chọn thì nó sẽ không hiểu được là chúng ta muốn làm việc với hình nào. Vậy thì thao tác đầu tiên mà chúng ta cần nhớ đó là chọn hình trước khi làm việc. Và để chọn thì chúng ta sẽ phải có một công cụ hỗ trợ trong việc đó là công cụ chọn. Ở trong Corel thì nó được đặt ở trên đầu và gọi là công cụ Pick Tool. Đấy. Nó sẽ giúp chúng ta chọn các đối tượng. Phím tắt của nó thì là phím cách. Mà đúng chuẩn hơn thì nó sẽ là Control Cách. Thực ra ấy, thì chúng ta, tại sao chúng ta lại là Ctrl cách? Tại vì khi mà tôi đang chọn một cái đối tượng, một cái công cụ để vẽ ra một đối tượng bất kỳ hoặc làm một cái gì khác, thì lúc mà tôi nhấn phím cách thì nó sẽ cho phép tôi quay trở lại ngay với lại công cụ Pick này. Tuy nhiên sẽ có một trường hợp đặc biệt là công cụ gì đấy ạ? Công cụ Text. Và khi tôi đang nhập dở cái text này, nếu như tôi nhấn phím cách thì nó sẽ hiểu rằng là gì đấy ạ? Tạo ra một khoảng trống, đúng không? Trong cái đoạn text đang viết này. Do đó thì Ctrl cách thì nó sẽ
không hiểu rằng là cách nữa mà nó sẽ cho chúng ta thoát về cái công cụ quick này. Do đó thì mặc nhiên chúng ta hãy nhớ rằng là công thôn cách đi, đấy là cái phím để chúng ta đang từ một công cụ bất kỳ chúng ta quay trở về với công cụ quick. Và nếu như mà tôi lại nhấn thêm một lần nữa thì nó lại quay trở về công cụ đang sử dụng đấy. Thì cứ nhấn công thôn cách thì nó cứ quay đi quay lại, chuyển qua chuyển lại giữa hai cái công cụ, một công cụ đang dùng và công cụ quick. Thực ra ấy, thì cái công cụ quick thì không phải là công cụ duy nhất giúp chúng ta chọn. Ví dụ như tôi đang vẽ một hình chữ nhật, đúng không? Tôi vẽ ra một hình chữ nhật thế này. Bây giờ tôi lại dùng chính cái công cụ đó, tôi kích vào một hình khác. Có chọn được không? Chọn được, chứ không phải là không. Tuy nhiên là không khuyến khích dùng cái công cụ để chọn theo cách đó. Vì sao? Vì có một số lệnh nó sẽ chỉ thực hiện được khi mà chúng ta sử dụng công cụ quick. Thứ hai nữa là trong trường hợp nếu như mà chúng ta vì một lý do ABC nào đó mà chúng ta không phải là kích khẽ một cái để chọn, mà chúng ta lại chượp tay một cái, chúng ta giữ cái phím phím trái chuột ấy, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là vẽ thêm một hình mới chứ không phải là chọn nữa. Do đó thì về mặt nguyên tắc nên chuyển về công cụ quick để chọn. Và tại sao lại là công cụ quick? Tại vì là ngoài cái việc chọn ra thì nó còn có thể giúp chúng ta làm rất rất nhiều thao tác cơ bản nữa. Bây giờ trước hết là chúng ta xem về cái tác dụng cơ bản nhất của nó là chọn nhé. Thì để chọn một đối tượng thì chúng ta chọn công cụ quick, sau đó thì chúng ta kích chọn vào đối tượng đó. Thì một đối tượng được chọn, như vừa nãy tôi đã nói, nó sẽ được hiển thị bởi 8 cái tay nắm điều khiển màu đen hình vuông bao xung quanh, và nó sẽ xuất hiện thêm một cái dấu X là cái tâm của đối tượng. Đấy. Sau khi mà tôi chọn được thì tôi có thể làm được các thao tác cần thiết đối với cái hình này hay là đối với cái đối tượng này. Thế bỏ chọn thì sao? Bỏ chọn thì tôi chỉ việc là hoặc là bấm sang đối tượng khác để chọn đối tượng khác, thì cái đối tượng vừa được chọn sẽ bị hủy chọn đi, hoặc là tôi bấm ra một cái vùng trống bất kỳ thì chúng ta cũng hủy bỏ vùng chọn đi. Như vậy là chúng ta biết được cái cách để chọn một đối tượng. Tuy nhiên chúng ta đôi lúc chúng ta cần phải chọn nhiều đối tượng thì sao? Chọn nhiều đối tượng thì chúng ta có thể làm với 3 cách như sau. Một là tôi bấm vào đối tượng đầu tiên, sau đó tôi giữ shift và lần lượt kích vào các đối tượng sau đó mà tôi muốn chọn. Thì cứ kích thêm vào đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ được chọn thêm vào trong nhóm. Như vậy là chúng ta đã chọn được 3 đối tượng ở trên màn hình như thế này. Thao tác này là thao tác chuẩn mực luôn. Tuy nhiên với thao tác này thì mỗi một lần chúng ta chỉ chọn thêm được một đối tượng thôi, và nếu mà chúng ta chọn nhiều đối tượng thì nó tương đối mất thì giờ, tương đối lâu. Do đó Corel chấp nhận một phương án thứ hai, đó là không phải giữ shift mà kích chọn vào từng đối tượng nữa, mà lúc này chúng ta sẽ bấm vào một vùng trống, sau đó thì giữ phím trái chuột và chúng ta kéo dê để tạo ra một cái khu vực chọn lựa như thế này. Khu vực chọn lựa này sẽ giúp chúng ta chọn được nhiều đối tượng trong một lần lựa chọn. Tuy nhiên điều kiện của nó là gì? Điều kiện của nó là các đối tượng được chọn phải là đối tượng nằm hoàn toàn trong cái vùng chọn này. Các bạn nhớ là khái niệm hoàn toàn nhé. Đấy. Lúc này thì chúng ta đang thấy là cái vùng chọn chúng ta vẽ ra đang chọn vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hình. Nhưng thực ra khi mà tôi nhả chuột ra, chúng ta sẽ chỉ chọn được 5 hình mà thôi. Vì chỉ có 5 hình này nằm trọn vẹn ở trong khu vực chọn mà chúng ta vẽ ra, còn hai hình kia chỉ chạm vào thôi chứ nó không bao hết. Do đó chúng ta sẽ chỉ chọn được từng này đối tượng, còn đối tượng này không được chọn do nó không nằm hoàn toàn ở trong cái vùng lựa chọn của chúng ta. Thế thì như vậy là chúng ta có cái cách thứ hai để chúng ta chọn nhiều đối tượng cùng một lúc. Thao tác này sẽ tiết kiệm thời gian hơn, nhanh hơn so với cái cách thức là giữ shift kích lần lượt vào từng đối tượng. Tuy nhiên cái cách này thì nó lại tồn chứa một cái vấn đề hơi khó chịu là khi mà chúng ta chọn sẽ có những đối tượng mà chúng ta không muốn vẫn bị lấy vào trong cái vùng chọn đó. Tôi lấy ví dụ như sau. Đây, bây giờ chúng ta tô mỗi cái một màu nhé để cho nó phân biệt ra. Đỏ này, xanh này, vàng này,
tím này, xanh đậm này, ví dụ thế. Tôi có một số các cái hình như thế này. Bây giờ tôi lấy ví dụ, tôi thấy là cái thao tác giữ shift nó mất nhiều thời gian quá. Tôi muốn lấy từng này đối tượng, 1, 2, 3, 4, 5 đối tượng, 6 đối tượng này chẳng hạn, và trừ cái đối tượng tím tím này ra, tím đỏ này ra. Thế bây giờ nếu như giữ shift kích vào từng đối tượng thì đương nhiên là tôi sẽ chọn chính xác nó rồi. Tuy nhiên tôi lại thấy lâu và tôi muốn dùng cách thứ hai, đó là vẽ ra một cái vùng chọn. Thế nhưng mà vẽ ra một vùng chọn như thế này thì để mà lấy được cả cái đối tượng xanh đậm này thì chắc chắn cái đối tượng tím này nó sẽ lọt vào trong khu vực mà chúng ta lựa chọn. Đấy, tại vì nó bé hơn, nó nằm lọt lòng vào trong cái khu vực chọn này, do đó thì kiểu gì tôi cũng lấy phải nó. Thế có cách nào để mà vừa vẽ nhanh nhưng đồng thời lại không lấy phải thằng này không? Thì chúng ta lại có một cái phương pháp nữa, phương pháp thứ ba, đó là chúng ta nhấn phím an trong lúc mà chúng ta nhấp chuột chúng ta vẽ ra một vùng chọn. Khi mà chúng ta nhấn an, chúng ta nhấp chuột vẽ một vùng chọn thế này thì cái vùng chọn này chỉ cần chạm vào đối tượng nào là nó sẽ lấy được đối tượng đó, không nhất thiết phải bao, không nhất thiết phải bao hết đó, bao hết càng tốt, không bao hết cũng được, chạm vào là ăn tiền. Đây, nhắc ra đúng không, trừ lại riêng cái thằng tím đỏ này. Như vậy là cái cách thứ ba cho phép chúng ta lách qua được một cái đối tượng nào đó mà không lấy phải nó. Như vậy là chọn rất nhanh nhiều đối tượng và vẫn có thể bỏ qua được một đối tượng nào đó mà chúng ta không muốn lấy. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp mà chúng ta sẽ thấy rằng là kể cả nhấn an cũng không thoát được, vẫn dính phải. Tôi lấy ví dụ bây giờ không phải là tôi chừa cái thằng tím này ra mà tôi chừa cái thằng vàng này thì sao? Thằng vàng này thì khó quá đúng không? Thằng tím thì tôi có thể là vẽ vùng chọn chưa chạm vào nó, nhưng mà cái thằng vàng này nằm ở đây, nó nằm lơ lửng ở đúng giữa thế này, thì muốn lấy cả thằng nâu, muốn lấy cả thằng này thì không thể nào mà thoát ra khỏi nó được. Thì kể cả nhấn an, đây tôi nhấn an, tôi vẽ ra một vùng chọn đúng không, kiểu gì tôi cũng lọt lòng thằng vàng vào giữa và nó sẽ bị chọn mất. Thế thì bây giờ có cách nào để mà vẫn chọn nhanh nhiều đối tượng cùng một lúc nhưng mà lại trốn qua khỏi thằng vàng hay không? Thì đây chúng ta sẽ có thêm một công cụ nữa trong nhóm này. Chúng ta sẽ có một công cụ gọi là công cụ Freehand Pick. Công cụ này cho phép chúng ta tạo ra những cái vùng chọn mà nó có cái tính chất mềm dẻo linh hoạt hơn, chứ không phải là một vùng chữ nhật đơn thuần. Và cách dùng như sau. Chúng ta chọn công cụ Freehand Pick đi. Sau đó thì chúng ta bắt đầu nhấp chuột và chúng ta vẽ ra cái vùng mà chúng ta cần. Đây, các bạn sẽ thấy là cái vùng chọn chúng ta đang vẽ này nó không có giá trị hình chữ nhật nữa mà nó tùy biến. Đúng không? Đến đây tôi sẽ vẽ chạm vào những cái đối tượng tôi cần. Sau đó thì tôi kéo làm sao cho nó làm sao đây ạ? Lượn ra, tránh khỏi cái thằng mà nằm giữa rời giữa đất này. Thì lúc này tôi có thể lấy được các đối tượng kia mà chừa ra cái thằng vàng. Đây, quan sát kỹ lại một lần nữa nhá. Tôi sẽ bỏ tất cả những cái đối tượng mà không cần thiết đi để chúng ta quan sát cho nó dễ. Đây, tôi lấy toàn bộ cái đối tượng này trừ cái hình vàng bé, được chưa? Chúng ta chuyển công cụ sang công cụ Freehand Pick. Đây, nhấp vào một vùng trống nhá, sau đó giữ phím trái chuột và bắt đầu vẽ ra những cái hình chạm vào những cái hình mà chúng ta muốn lấy. Sau khi đến đây, tất nhiên là trong lúc đó chúng ta nhấn giữ thêm phím an, lấy hết được các hình rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ lượn xuống, kéo xuống. Đấy, đánh võng vòng qua thằng này, tránh ra. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy được toàn bộ những cái hình chúng ta cần và chừa ra cái hình mà chúng ta không muốn. Thì đấy là công cụ Freehand Pick giúp chúng ta có thể là tạo ra một cái vùng chọn mà có tính chất tùy biến cao để lách qua những đối tượng mà chúng ta không muốn. Tất nhiên để tạo cái vùng chọn từ này thì chúng ta vẫn phải giữ phím an trong cái quá trình làm việc. Đây cũng là một cái điểm mà nó khác biệt giữa Corel với Illustrator. Illustrator thì cứ chạm vào là lấy, không có cách nào thoát ra khỏi cả, trừ phi chúng ta khóa các hình mà chúng ta không muốn lại. Đấy, còn Corel thì chúng ta có thể lách qua như thế này. Thế bây giờ chúng ta lại nói thêm về một vấn đề nữa.
Thế nếu như mà chúng ta lỡ chọn rồi và lấy phải cái thằng mà chúng ta không muốn rồi, thì liệu có phải là hủy bỏ đi và chọn lại một lần nữa hay không? Thì thao tác như thế là mất thì giờ. Do đó chúng ta vẫn có thể làm một cách nhanh hơn là như thế này. Chóp chạm phải nó, chóp lấy phải nó rồi, ok, chấp nhận đi. Và chúng ta sẽ loại bỏ cái đối tượng không mong muốn đó ra khỏi nhóm bằng cách là cứ chọn đi. Sau đó chúng ta sẽ giữ phím Shift trên bàn phím và chúng ta tích thêm một lần vào trong cái đối tượng mà chúng ta muốn loại bỏ ra khỏi nhóm. Thì sau khi chúng ta kích vào đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ bị vứt ra khỏi nhóm và không được chọn nữa. Bây giờ tôi có thể thử nghiệm bằng cách tôi tô toàn bộ các bọn này sang một màu mới. Đối tượng nào không được chọn thì sẽ, hoặc là đối tượng nào bị loại ra khỏi nhóm thì sẽ không được tô màu mới, mà vẫn giữ lại cái màu vàng. Và như thế là chúng ta đã biết cái cách gọi là chọn này, bỏ chọn này, chọn một đối tượng, chọn nhiều đối tượng theo cách một là giữ Shift, chọn nhiều đối tượng theo cách hai là vẽ ra một vùng chọn để mà bao lấy tất cả những đối tượng chúng ta cần. Cách thứ ba là chúng ta nhấn Alt và vẽ vùng chọn chạm vào những đối tượng chúng ta cần, chứ không nhất thiết là phải bao kín lấy nó. Và cách thứ tư là chúng ta sử dụng công cụ Freehand Pick vẽ ra một vùng chọn có tính tùy biến để lách qua những đối tượng mà chúng ta không mong muốn. Và cuối cùng là nếu nhỡ mà đã lấy phải một đối tượng không mong muốn rồi thì chúng ta giữ phím Shift mà chúng ta kích chuột trái vào đối tượng mà chúng ta không mong muốn để loại bỏ nó ra khỏi nhóm. Thì đấy là những phương pháp để chọn, bỏ chọn, chọn nhiều đối tượng và chọn lách ra khỏi những đối tượng mà chúng ta không mong muốn. Đấy là cái thao tác đầu tiên mà chúng ta cần nắm được khi mà chúng ta làm việc với Corel.